Cơ kỳ rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phòng của mình nhé mọi người. Đây là khu khuôn viên của phòng cái gì nhỉ? Phòng khoa ngoại mọi người, khoa ngoại. Đây bác sĩ Quỳnh đi trực mà bây giờ đang thảnh thơi đây mọi người này. Đang thảnh thơi trong này nhá. Đây, còn mình thì đang bế Quỳnh con nhé. Đi. Bà. Nào, bây giờ chào mọi người đi kìa. Cái gì? Xin chào mọi người nhé. Không. Đây là Quỳnh Châu Phi nhé mọi người nhé. Hôm nay mình đang làm một cái video là video gì nhỉ? Một ngày ở nhà của Quyết Bonito. Còn kia là Quỳnh Châu Phi thì đang đi ngủ. Hôm nay là dậy khá sớm mọi người. Quỳnh hôm nay là dậy khá sớm. Còn như mình dậy như thế này là cũng hơi muộn muộn rồi. Hôm nay là ngày đi trực của Quỳnh mà Quyết được ngày nghỉ. Nhân tiện hôm nay Quyết cũng đang ốm nữa nên là ở nhà. Thì hôm nay sẽ quay cho mọi người xem là hôm nay ở nhà Quyết sẽ làm gì ở nhà. Quỳnh Châu Phi thì sẽ đi trực. Ngoài trời thì đang mưa đây các bạn này. Mưa một ít thôi. Bây giờ là 6 giờ sáng nha mọi người nhé. 6 giờ sáng. Gà nhà mình nó còn chưa kịp ra chuồng kìa. Có một con. 6 giờ kém Quỳnh vẫn còn 5 phút nữa kìa mọi người kìa. Vẫn được kém 5 phút. Đi ra ngoài đi. Rồi mọi người, Quỳnh đang ngủ trong nhà thì kể Quỳnh nhé mọi người nhé. Đó thì công việc của mình quay cho mọi người xem. Hôm nay là ngày nghỉ của mình nhé. Nhắc lại là nay là ngày nghỉ của mình. Đáng nhẽ hôm nay là mình phải xuống giữa bệnh viện ra ban nữa. Nhưng mà hôm nay mình đang bị ốm nữa. Đang bị ốm. Và mọi người nghe giọng mọi người biết. Thế nên là mình sẽ không xuống ra ban nữa. Quay cho mọi người xem thì mình đang chuẩn bị sửa video để cho mọi người xem đây này. Đó. Bây giờ mình sửa video với mọi người nhé. Bình thường ra là ngày nào mình cũng dậy rất là sớm. Từ 3 giờ sáng cơ. 3 giờ sáng để sửa cho video cho mọi người. Thế xong rồi là sửa video xong để xuất video, chờ cho nó xuất xong. Thì trong thời gian chờ xuất xong thì mình đi làm mọi người, mình đi làm nhé. Đến khi mà nó xuất xong thì mình cho máy tính mình có mạng để cho nó tự tải lên. Thế xong rồi là quanh quanh một tí ở trên mạng là một người có video để xem rồi. Công việc sửa video thực ra thì mất cũng khá là nhiều thời gian mọi người ạ. Quay video thì cũng nhanh thôi bởi vì là video của mình nó không thuộc vào diện giản dựng nên là cũng rất là nhanh. Nhưng mà khi mà sửa video thì mất nhiều thời gian vào cái việc mà dịch video cho mọi người xem ấy. Dịch sang tiếng Việt cho mọi người đọc thì nó mất nhiều thời gian hơn. Đó. Còn nếu như mà cứ quay video thế xong rồi mang về ghép lại đăng lên trên YouTube như những video ở Việt Nam mình không cần phải dịch thì nó không tốn nhiều thời gian đâu mọi người. Còn khi mà mình dịch như thế này cái máy tính của mình thì nó lại yếu nữa nên là mỗi một khi mà làm xong ngồi dịch xong mất khoảng tầm hơn 2 tiếng 2-3 tiếng đồng hồ đối với video khoảng tầm 20 phút. Còn đối với video mà dài tầm 40 phút thì cực kỳ là lâu mọi người. 3-4 tiếng là chuyện bình thường. Thế xong là xuất nó ra tức là render đấy. Render nó ra thì mất phải 5-6 tiếng là ít. Đôi khi mà đăng render xong rồi máy nó lại lỗi mà nó nặng quá mà thì là lại phải render lại. Thì bởi vì là những cái video mà tầm 40 phút nó nặng khoảng tầm 8GB, hơn 8GB. Thế cho nên là đôi khi đăng xuất thì máy nó lại render xong lại render lại. Thế nên là mọi người sẽ bắt gặp những trường hợp mà mình bị chậm video cho mọi người xem ấy. Đấy là những cái lý do như thế. Thế xong rồi để tải lên thì tốc độ mạng thì cực kỳ kém mọi người. Tốc độ mạng nó còn phụ thuộc vào từng ngày nữa cơ. Mình thì dùng 4G, ở trên này không có wifi, không có internet, thế nên là dùng 4G để tải lên. Thì những cái hôm thì mạng nó chập chờn. Đó. Mà đến lúc tải lên xong thì YouTube nó không xử lý được, thế lại phải tải lại. Thế nên là cũng tốn khá tiền mạng đấy mọi người nhé, tốn khá tiền mạng. Cái công đoạn sửa video, render video là tốn cực kỳ nhiều thời gian mọi người. Quay thì nhanh nhưng mà đưa video lên thì lâu hơn. Đấy, Quỳnh Châu Phi bây giờ mới chịu dậy đấy mọi người nhé. 6 giờ 5 phút. 6 giờ 5 phút. Đánh đang rửa mặt để chuẩn bị để đi trực. Chỗ kia là đồ của Quỳnh này, chuẩn bị để đi trực ở dưới viện như mọi người cả. Đó. Một túi đồ đạc. Quỳnh sẽ đi trực cả ngày luôn. Đến 8 giờ sáng hôm nay đến 8 giờ sáng mai thôi. Không có thời gian để Quỳnh về. Đây này là đồ ăn. Một túi đồ ăn to như thế này. Cơm họ sẽ có cơm họ nấu cho mình nhưng mà đây đồ ăn vặt thôi. Giờ mình sẽ chuẩn bị đi làm. Đó mọi người ạ, do tay của mình đau, mình ốm nữa cho nên là Quỳnh thông thường là buổi sáng dậy là đều phải chuẩn bị đồ ăn sáng nhé mọi người nha. Đi làm nên là mình sẽ nấu cơm, thì ăn cơm sẽ no, sẽ làm được nhiều việc hơn. Nấu cơm với thịt, với lợn thì lúc nào thì mình cũng có để trong thùng đông lạnh lên này. Nước đã sôi này, đây Quỳnh có cho một ít gừng trong này. Đây là cà phê sáng đấy mọi người. Phải tận hưởng một chút chứ nhỉ, Quỳnh rất là thích cái uống nước trà buổi sáng vậy. Ngày nào cũng bắt mình uống buổi sáng nước mật ong này các bạn nhé. Mật ong mình mua ở siêu thị này. Đó. Cho đặc một chút cho thơm. Ok. Đây, bây giờ là Quỳnh chuẩn bị cơm xong rồi đây mọi người này. Hai vợ chồng ăn cơm nhé mọi người nhé. Anh Phong cũng đang ở đây cùng với hai vợ chồng mình. Nhưng mà anh Phong anh đang ngủ ở trong phòng anh ấy. Anh công việc của anh thoải mái mà, anh thích ăn lúc nào anh ăn thôi. Mình phải ăn sớm không đợi được. Còn kẹt này. Anh cứ ăn luôn. Rồi mời mọi người ăn cơm nhé. Quanh quanh quẩn quẩn suýt nữa thì đi trực muộn này. Hôm nay trời muộn đấy, trời mưa cho nên là Quỳnh sẽ không đi đường tắt được mọi người. Sẽ phải đi. Dép của em đi giày vào cho nó ngay chứ. Đi hơi mang hơi nhiều đồ đấy. Đi tính là không về, đi luôn. Trời mưa phùn. Đi luôn đi nhá. Đi luôn đến mặt luôn. Bye bye. Không đi đường tắt được rồi. Này nha mọi người nhá. Hôm nay bảo là ngày nghỉ của mình. Thế nhưng mà mình đang ở nhà. Nên là bệnh viện có ca cấp cứu. Nên là người ta gọi mình để mình cũng tranh thủ để xuống dưới nhé mọi người nhé. Thì như các video lần trước ấy, mình nói với mọi người ấy, tuy là ngày mình không làm việc nhưng mà nếu như bệnh viện người ta có những ca cấp cứu người ta gọi thì mình cũng cần phải xuống nhé mọi người nhé, để mình nghỉ nhưng vẫn là làm đó. Đây quay về phía trước cho mọi người xem đường đi. Đó, đây là đường đi phía trước mình. Nhà mình ở ngay bệnh viện mà, đây là mọi người. Nhà mình vườn đô ngô kia, nhà mình kia thì ở ngay trong khuôn viên bệnh viện, phía sau bệnh viện. Nên mình sẽ đi tắt, trời bây giờ tạnh mưa rồi. Nên mình sẽ đi tắt xuống nhá. Thì Quỳnh đang ở dưới phòng trực mọi người nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem chỗ phòng làm việc của mình luôn để cho mọi người xem nhá. Đây là mình đi từ phía sau bệnh viện đấy mọi người ạ. Rồi ta đi nhá. Đấy, phía sau cho nên là hơi bị nhiều cát, nhiều đất đây này. vào trong. Đó. Đây, đi qua này thấy mấy ông bác sĩ Cuba nên mình đi review cho mọi người xem. Chào các ông luôn. Các ông này đứng ở ngoài hút thuốc nha mọi người nha, vì chắc là không có bệnh nhân. Bom dia, bom dia. Tá tudo bem? Estou gravar um pouco do vídeo também. Yeah, ok. Pronto, vale chamar. Como assim? Tem paciente. Ontem, né? Ontem já faz. Sim. Tá bom. Muito pulso, né? Ok, yeah. Doutor Vanadi, tại sao mà? Disculpa. Ông vừa bảo mình là hôm qua mình làm một ca siêu âm này. Rất là đúng, ông chọc ra rất là nhiều mũ. Bây giờ mình vào nhé, đây là bệnh bảo vệ. Bông đi à, người ta đang lau. Bông đi à, đây là khu. Bông đi, ta ra. Bông đi ta ra đi. Tôi kỳ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào phòng của mình nhé mọi người. Đây là khu khuôn viên của phòng cái gì nhỉ? Phòng khoa ngoại mọi người, khoa ngoại. Còn mình hôm nay ở đây là mình không làm việc cho nên là bệnh nhân không có ở đây nhé mọi người nhé. Khóa phòng mình đây. Đó. Đi vào trong. Đó. Phòng làm việc của mình nhé. Mình không dùng bóng điện nên là mình điện cháy mình không bảo nhân viên người ta thay. À, mở cửa sổ ra như thế này. Máy siêu âm đây mọi người nhé, máy siêu âm. Cái này thì máy siêu âm gọi là không được xịn như ở Việt Nam mình đâu các bạn ạ. Không được xịn như ở Việt Nam mình. Đó. Máy của Siemens nhé mọi người. Máy này để chủ yếu làm sản là tính thôi. Nhưng mà ở đây bệnh viện người ta đầu tư để, để mình làm những cái gọi là được trang bị như thế này gọi là cũng ok rồi. Nếu như máy này mà vào tay của người bản địa, người bác sĩ người bản địa thì người ta dùng rất là nhanh hỏng. Còn mình dùng ở đây mình bảo quản nha mọi người nhé. Đó, làm những cái máy gọi là, đây cũng là máy mới đấy, máy mới. Nhưng mà đây không phải là máy màu đâu mọi người, cũng không phải là máy 4D nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi bác sĩ khoa ngoại người ta mang, người ta đưa bệnh nhân đến nhé. Ở trong cái phòng làm việc của mình đây là làm ngay trực tiếp ở trong khoa ngoại, thế cho nên là vừa trong khoa ngoại vừa trong khoa chấn thương, thế cho nên là bệnh nhân này không được tự do vào trong này đâu mọi người. Bệnh nhân ví dụ là bệnh nhân nào mà đăng ký khám trước rồi thì mới đi vào trong cái khu vực điều trị nhé. Người ta sẽ có một khu vực ngồi ở ngoài kia, chứ không phải người nhà bệnh nhân cũng không được vào tùy tiện đâu. Nhưng đấy mọi người vào đây trong đấy có cả bảo vệ nhé. Tức là khi có người muốn vào khám thì phải có phiếu đăng ký trước. Đó, để vào khám nhé, không vào tự do. Cho nên mọi người nhìn thấy trong này nó sẽ không lộn xộn đâu. Đây có tờ. Cái đuôi anh tự tên. Catorze anni. Vede il mondo. Vede il problema che caga poco e sempre vomita. Fala durante 2 meses. Ok. Depois o cirurgião cubano e cirurgião fotografista, Dr. Luiz. Quem está dentro? Dr. Luiz, antigo cubano. Não sei quando conhece, não. Foi enfermeiro, mas ele equivocado. Ele imagem 49, 66. Tumor de colo, ele escreve não sei. Tá bom, já. Depois outra vez traz isso. Que tá pequeno. Đây là ông bác sĩ của Uzbekistan nha mọi người nha. Bây giờ mình xin phép kết thúc video để mình làm một chút. Sinal de oclusão. Aqui também não tem líder, aqui líder. Pode que oclusão não incomplete. Rồi mình sẽ kết thúc video để mình làm một chút nữa nhé. Đó, hiện tại thì vừa giờ mình đã làm xong một trường hợp mà bác sĩ ngoại người ta gọi xuống nha mọi người nha. Đây là các cô bạn y tá của bệnh viện. Bệnh nhân đây. Bây giờ Quyết làm xong việc của mình rồi thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ đi thăm qua bệnh viện một chút nhỉ, thăm qua bệnh viện một tí, đi qua thăm Quỳnh xem Quỳnh đang làm gì nhé mọi người nhé. Bây giờ là xem Quỳnh đang làm gì. Đó, bây giờ chúng ta đi ra ngoài thăm một vòng xung quanh bệnh viện. Đây như lúc nãy là hành lang đi vào lúc nãy mọi người nhé, là hành lang của khu ngoại với lại khu chấn thương, thì ông bác sĩ chấn thương Cuba ông đang khám bệnh nhân kia kìa. Đó, còn đây là các phòng điều trị, nhé, bệnh nhân ở trong này này. Đó, còn đây là công nhân nhé. Bông đĩa Tatuben. Yeah. Đó, đây là công nhân lau dọn mọi người, đấy là công nhân lau dọn. Bây giờ ta sẽ đi qua phòng X-quang mọi người ạ, đi qua phòng X-quang để xem phòng X-quang chỗ mình làm việc ở đây trông như thế nào nhé. Nói chung thì phòng ốc nó cũng không đẹp như ở Việt Nam mình đâu. Đây là nhân tiện có bệnh nhân xuống thế này thì mình review cho mọi người xong rồi mình sẽ đi về thôi. Đây là khu vực phòng X-quang nhé. Bông đĩa ta phải xa kì. Dạ, đây là phòng X-quang mọi người, nhưng mà còn ở bên trong nhé, mình sẽ đi ở bên này. Đó, mình sẽ đi đường tắt. Đường tắt ở đây trong này là phòng mổ mọi người, phòng mổ nhé, nhưng mà phòng mổ đang xây dựng lại, đang sửa sang lại phòng mổ này. Đây, phòng mổ đang sửa lại. Đó, mình đi vào là đi cửa sau nhé. Lúc nãy đi xuống là từ nhà mình đi cửa sau bệnh viện, giờ đi vào đi cửa sau. Đây, ông bạn kỹ thuật viên đang làm nhé. Bom dia Benjamin. Bom dia. Tá tudo bem? Mais ou menos. Hoje corre bem? Sozinho corre bem. Já, sozinho hoje. Yeah. Tô doente, você não cumprimenta, não dá nada para comer. Mas bip, olha, tô aqui para ir lá. Será não vou saber se tá doente ou não. Às vezes o doutor manda muito, vai embora. Tá filmado. Tá filmado. Đấy, đây là phòng X-quang. Anh thấy mình quay video này anh xấu hổ đấy. Đây mọi người trông nhé. Trong kia đang có bệnh nhân, thế mình không quay ra. Thì đây mọi người trông mà máy X-quang ở đây nhá. Đây là máy này cũng dùng của hãng Siemens đấy mọi người. Nói chung là máy cũng là diện máy tốt đấy, nhưng mà ở đây là nhân viên các thứ người ta sử dụng, người ta không biết sử dụng, kỹ thuật sử dụng người ta cũng rất là kém, thế cho nên là máy móc hay hỏng lắm. Mình rất phải hay qua đây để chỉnh sửa với lại là để hướng dẫn lại cho các bạn nên làm. Đây này, còn chụp có khi là chụp ngược thì xong này, còn là các bạn ấy không sửa lại ảnh cơ, không đặt được các cái vị trí ở trong này nữa cơ. Đó. Những cái lỗi máy ở đây là các bạn nên rất hay gọi mình xuống. Với lại là chụp X-quang ở đây mọi người ạ, là không in phim nha mọi người nhé, không in phim. Bệnh nhân có máy ảnh thì sẽ chụp hình để xong là mang đến cho bác sĩ xem, bởi vì là bệnh viện cũng không có kinh phí để in ảnh đâu. Đó, bây giờ chúng ta lượn là trong phòng X-quang một tí, bây giờ chúng ta đi nhé mọi người nhé. Bệnh nhân thì bây giờ cũng làm xong rồi. Benjamin ơi, xin chào đây. Tên kể Vergo nhỉ? Vô sẽ tên Vergo nhỉ? Nào, mà tên sợ kia cái tên Uzbekistan. Dạ, chào nhá. Ok. Đấy là phòng X-quang mọi người. Đây, máy móc phòng X-quang đây nhé, có một máy thôi, cả bệnh viện chỉ có một máy thôi. Chúng ta đi qua chỗ Quỳnh xem nhé. Đây, trong này là trong khu vực điều trị nội khoa mọi người. khu vực đối chịu nội khoa nhé, hành lang ở trong bệnh viện. Bây giờ chúng ta sẽ bác sĩ Quỳnh đây mọi người ạ. À, hôm nay đi trực mà nhàn thế. Sao? Tình hình thế nào? Em vừa ra dẹp mà loạn một vòng rồi. Ra dẹp loạn một vòng á? Đây bác sĩ Quỳnh đi trực mà bây giờ đang thảnh thơi đây mọi người này. Đang thảnh thơi trong này nhá. Thế quay hôm nay review một ngày làm việc của Quỳnh mà trông có vẻ nhàn nhã thế. Trời ơi, mai mọi người sẽ nhìn mặt Quỳnh trông mơ phờ luôn. Phải ăn để nạp năng lượng. Bệnh nhân ở đây toàn vào tầm 11 giờ thôi mọi người, 11, 12 giờ với 1 giờ chiều. Mình bây giờ là 10 giờ mình phải ăn tạm đã. Cơm vẫn chưa có luôn. Cơm chưa có luôn. Thôi được rồi, thế thì gặp Quỳnh ở đây rồi không đi ra chỗ phòng cấp cứu nữa nhá. Bây giờ ta đi về đây, anh đi về đây. Anh đi về á? Bây giờ thì Quyết đã về đến nhà cho mọi người nha, vừa đi xuống viện xong đấy, mọi người trông thấy đấy. Bảo là review cho mọi người xem là Quỳnh đang làm việc như thế nào. Nhưng mà lúc đấy chắc là Quỳnh ít bệnh nhân, thế nên là đi vào phòng nghỉ của bác sĩ ngồi một lúc, nên là nạp thêm năng lượng. Thì bây giờ xong mình đã về đến nhà rồi nhé. Về đến nhà thì tiếp tục công việc của mình là rảnh bất cứ lúc nào là mình sẽ sửa video, dịch video để cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Đó. Thế xong rồi tí là đến giờ trưa thì nấu ăn cơm trưa. Đó, đấy là vì là ngày nghỉ của mình mà. Thì mình làm gì tùy thích. Đó. Và bây giờ mình sẽ lên mạng kiểm tra bình luận ở kênh xem là khán giả bình luận ở kênh, rồi mình sẽ trả lời một số bình luận của khán giả nhé mọi người nhé. Đó, rồi chúng ta sẽ đi trả lời một số bình luận của khán giả, và trong đấy song song với việc là mình sẽ sửa video tiếp tục nhé mọi người. Mọi người, đây là Maria này mọi người này. Xin chào mọi người. À, tình cờ hôm nay mình thì mình đang ở nhà đang ngồi đấy thì Maria đến. Để hỏi ra tại sao thì Maria, hóa ra Maria có hẹn với Quỳnh là đi đưa Maria đi đặt chip tránh thai với lại hoặc là tiêm thuốc tránh thai mọi người ạ. Nên mình không biết, thế là Maria vừa đến gọi cửa, thế bây giờ mình lại đưa Maria đi sang bệnh viện sản nhé mọi người nhé, sang bệnh viện sản để đặt chip tránh thai nhé. Đó. Bạn cũng rất là muốn đặt chip tránh thai rồi. Maria với Quỳnh. Dạ, rồi bây giờ chúng ta đi nha mọi người nha, mình sẽ đưa Maria đi sang bên kia. Bây giờ Quyết với Maria đang trên đường đi sang viện sản để nhờ giúp đỡ cho bạn ấy tiêm thuốc tránh thai, đặt chip tránh thai mọi người ạ. Ở bên này tuy là các dịch vụ là miễn phí đấy, nhưng mà cái sự quen biết rất là quan trọng mọi người ạ. Cái sự quen biết rất là quan trọng, nếu như mà không có quen biết thì mọi việc làm cũng sẽ rất là khó khăn nhé mọi người nhé. Bây giờ ở đây viện sản ở bên này nhé, chúng ta sẽ đi vào thôi, và trong này mình sẽ không quay nữa, tại vì nhà mình nằm ngay giữa đường 6 khuôn viên của bệnh viện sản và bệnh viện tỉnh mà mọi người. Bây giờ là mình đã đưa được Maria vào trong này để bạn gắn chip nha mọi người nhé, chip tránh thai nhé. Nói chung là có sự quen biết thì mọi thứ nó sẽ rất là nhanh. À, Quỳnh thấy camera ấy. Đấy, đây là cũng theo cái mong muốn của khán giả là giúp bạn ấy gắn chip, thì bây giờ là hôm nay mình đưa bạn đến như thế này là cũng theo ý của khán giả luôn nhé. Và vợ chồng bạn ấy cũng rất là muốn gắn chip rồi. Đây là mọi người này. Đấy, đây là chip gắn để tránh thai này. Thực ra thì lâu lắm rồi. Đây là cũng là đầu tiên mình quay lại mình nhìn thấy cái chip này. Cái chip này là hai cái chip mọi người ạ. Bây giờ là chip gắn phải gắn hai cái à. Trước mình biết ở Việt Nam gắn chip chỉ một cái, nhưng bây giờ mới biết là chip gắn hai cái. Đây, Levoplan mọi người, tên chip. Cái này là của Trung Quốc sản xuất mọi người ạ, chip sản xuất Đây chắc là của Trung Quốc tài trợ đây này. Đấy, chip của Trung Quốc tài trợ. Đó, nhân tiện hôm nay ở nhà mà may mình ở nhà mà Maria đến thì mình quay được cảnh luôn cho mọi người xem Maria đi đặt chip. Đến đây khi đặt chip là y tá người ta phải hỏi là Maria đã nói chuyện với chồng chưa ấy. Nếu như mà chồng không đồng ý là người ta không đặt chip đâu, bởi vì là đến lúc mà người chồng người ta sẽ đi kiện đấy mọi người nhá. Người chồng người ta sẽ đi kiện nhân viên y tế là tại sao lại đặt chip cho vợ tôi mà không được sự đồng ý của tôi ấy. Ăn tiêm trước khi đặt chip. Đây, còn mình thì đang bế Quỳnh con nhé. Đi. Bà. Đấy, Quỳnh con đây nha mọi người. Bà. Về. Mình vừa phải nhắc cô bạn này là phải đặt cẩn thận chứ không à mình đã xử lý những trường hợp mà đặt chip vào tận trong cơ cơ. Ở đây người ta chỉ đặt dưới da nhưng mà các bạn đặt tận trong cơ này phải nhắc nhở. Sắp xong rồi. Rồi mọi người ơi, xong buổi sáng thì đưa Maria đi đặt chip ấy, thế xong là buổi chiều quanh quanh một chút, mình lang thang một chút ngoài vườn, ở nhà quanh quanh, ngủ trưa rồi sửa video một chút cho mọi người. Đến bây giờ thì mình vẫn ngồi ở một cái chỗ đèn này, một lúc nữa mình làm xong video thì bắt đầu mình sẽ đi ngủ nha mọi người nhé. Cái quá trình từ sáng giờ là mình quay là một ngày thông thường của mình đó, nếu mà không đi làm thì không người này gọi thì cũng người kia gọi, nói chung là nghỉ nhưng mà không nghỉ đâu mọi người nhé. Rồi bây giờ là ngồi một lúc đây mình sẽ làm việc rồi xong rồi là tí nữa mình đi ngủ nha. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Mọi người ơi, qua một ngày một đêm thì Quỳnh nhà ta đã đi trực về kìa mọi người kìa. Quỳnh đi trực về thì mình chuẩn bị mình đi làm. Chào mừng ạ. Em nhắn tin anh chẳng trả lời gì hết. Thế á? Rồi. Mình đã đi làm về, bây giờ đến lần Quyết đi làm rồi. Đây là vừa qua một đêm qua mình ở nhà mình mệt quá mình đi ngủ các bạn. Xin gái đấy. Xin gái ạ. Rồi thế thôi nha mọi người nha. Ôi thế này đã ăn luôn gì anh? Ê, Tony Phong đang ăn sáng này mọi người này. Rồi xin chào mọi người nhé. Rồi bây giờ đến lượt mình đi làm mọi người ạ. Thế video này kết thúc ở đây nhé. Rồi tạm biệt mọi người nhé. Tí nữa thả gì đó.